MC Phương Thúy xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán giả tập số 22 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Tình yêu có độc. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tuyết Liễu đã nhắn cho Việt Dương địa chỉ bệnh viện của Hải Thiên sau khi đáp xuống sân bay, cô gấp rút đến đó. Tuyết Liễu đã nhận ra cô từ cái nhìn đầu tiên nhờ bức hình mà Hải Thiên đang giữ. Cô ấy dẫn Nguyệt Dương đến phòng bệnh của Hải Thiên, nhưng cô ấy không vào mà lặng lặng nói với cô. Phòng 302, cô đến đó đi, tôi có việc, phải đi. Nguyệt Dương gật gật đầu dối rít cảm ơn Tuyết Liễu. Tuyết Liễu mỉm cười nhẹ nhàng, xoay người bước ra ngoài. Cô muốn để cho Hải Thiên và Nguyệt Dương ở cùng với nhau, không quấy giày hai người bọn họ. Nguyệt Dương nắm chặt tay, điều chỉnh tâm trạng thật tốt rồi bước từng bước tiến đến phòng bệnh. Phòng 302 đã đến nơi, Nguyệt Dương bần thần đứng ở cửa, một tay vịn lên trên tường đăm đăm nhìn người đàn ông trên giường gầy gò hốc hác, bàn tay run run cầm lấy bút viết thư. Những phòng thư rơi đầy trên nền nhà, rất nhiều, rất nhiều cái, cái nào cũng bị vỏ nát. Điều đó chứng tỏ anh đã viết rất lâu rồi, cố nắn nót viết từng nét từng nét thật ngay ngắn thật đẹp đẽ nhưng canh tay run dày mãi không viết chọn một dòng điều đó làm cho cô tưởng tượng cây bút anh đang cầm nặng đến vài cân dáng vẻ cực kỳ khó khăn chật vật trời đang mưa gió ào ào nhưng chán anh lại đổ đầy mồ hôi anh viết thư cho ai còn cho ai nữa nguyệt dương biết anh đang cố viết thư cho cô dưới chân cô bây giờ là một tờ giấy có tên nguyệt dương trên đó là câu em đừng lo lắng anh rất khỏe chứ anh nguệch ngoạc còn có vài nét bút trượt dài trên đó đây có lẽ là một trong những lá thư giang dở mà anh viết cho cô cố thế nào thì cũng không thể hoàn chỉnh một bức nguyệt dương không nói lên được một lời nào cô không thể thật sự không thể nữa cô thấy mình khó thở quá lồng ngực ngột ngạt quá Ngoài kia mưa trắng xóa, tiếng mưa rào rào đập vào cửa sổ, một cơn gió lạnh lướt qua, dường như thấy việc một người bệnh đến thờ còn không nổi, mà cứ đòi viết thư là quá dư thừa. Gió cũng không chịu nổi, lùa hết tất cả giấy tờ bút viết trên bàn xuống đất. Hải Thiên hốt hoảng, anh ngước mắt lên định giật lại tờ giấy đang chuẩn bị rơi xuống đất thì bất chợt anh đứng hình, tim như ngừng đập. Ai đang đứng ở cửa thế kia? Là thật sao? có thật là Nguyệt Dương không? Có phải là cô gái anh ngày nhớ đêm mong đó không? Anh bấp máy mồi định nói gì đó, nhưng Nguyệt Dương đã lên tiếng trước. Cô khóc quả lên gọi, anh ơi! Tiếng kêu của cô nức nở đau thương đến xé lòng, và rồi ngay sau đó cô lao đến ôm chầm lấy Hải Thiên. Anh vẫn đang còn ngơ ngác, không biết là mơ hay thật. Nguyệt Dương khóc đến nấc lên, hai tay gắt gao ôm lấy vòng eo của anh, khóc đến dây sầm mặt mày. Tại sao, tại sao lại giấu em? Tại sao hả? Anh ơi, tại sao vậy? Hải Thiên không nói gì cả. Anh đặt một tay lên trên lưng cô vỗ nhẹ nhẹ. Vạt áo của cô mơ hồ lấm tấm vài hạt mưa trắng xóa. Anh không kìm được siết chặt vòng tay hơn một chút. Không phải là mơ, là Nguyệt Dương thật rồi. Cô gái, anh yêu đây rồi. Gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nước mắt Nguyệt Dương vẫn chảy. Hải thiên của cô, người anh của cô sao lại tiểu tụy đến mức này? Tiếng mưa tí tách giàn xích bên ngoài vẫn cứ không át được tiếng khóc nức nở của Nguyệt Dương. Hải thiên đau lòng, anh thấy trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt. Dương, em đừng khóc, nín đi em, nín đi. Rõ ràng dỗ cô đừng khóc mà khóe mắt anh lại cay xè. Một hồi lâu sau đó Nguyệt Dương mới bình ổn được tâm trạng. Hải thiên run run lau nước mắt cho cô, anh thều thảo nói. Có gì đâu mà khóc Ngoan nào đến đi Giọng của anh vẫn dịu dàng Vẫn ấm áp như thế Làm cô nhớ đến những ngày thơ bé Mỗi lần bị anh trai chọc ghẹo Đều tới làm nũng với Hải Thiên Mách anh đủ điều Trong thâm tâm của cô Quốc Việt và Hải Thiên không khác nhau là mấy Họ giống như hai người anh trai của cô vậy một người nóng này quyết đoán, một người ấm áp, dịu dàng, và người đó là anh, Dương Hải Thiên người đã yêu cô từ tận những ngày xưa bé. Thời gian thoi đưa, họ đều đã lớn, đã trưởng thành và nhiều thứ thay đổi. Nhưng chỉ có tình yêu của anh là vẫn không, vĩnh hằng bền bì theo thời gian. Nguyệt Dương nhìn gương mặt tiểu tụy của anh, rừng rừng nước mắt. Cô đau lòng nhìn ra ngoài cửa, trời vẫn không ngớt mưa, lòng vẫn không ngớt đau. Hải Thiên, anh đã nói anh không bao giờ nói dối em mà Tại sao bây giờ lại giấu em chuyện này chứ Anh mỉm cười Nụ cười quá sức yếu ớt Ánh mắt thề lương ảm đạp Vì anh biết em sẽ lo lắng Sẽ đau lòng Nguyệt Dương à Từ trước đến nay anh chưa từng lừa em chuyện gì cả Anh nhìn cô buồn bã nói Nếu như lựa chọn giữa nói dối Và làm em đau lòng Anh thà chọn nói dối Nhưng mà Cô nói nhưng mà sao anh? Cô run giọng Nhưng mà bây giờ chẳng phải em cũng biết hết rồi sao? Em đến đây anh rất vui, rất hạnh phúc. Những ngày qua anh nhớ em, rất nhớ em. Nguyệt Dương. Thật sự rất nhớ. Giây phút nhìn thấy cô đứng ở ngoài cửa. Anh còn tưởng là mơ nữa, là ảo giác là tưởng tượng. Một tháng qua trong căn phòng này bao nhiêu ngày trôi qua. Bao nhiêu phút, bao nhiêu giây trôi qua, hình ảnh Nguyệt Dương cứ ẩn ẩn hiện hiện trong đầu anh, đã nhớ lại càng nhớ thêm. Nỗi nhớ đong đầy theo thời gian. Nghe anh nói, nước mắt cô lại rơi. Hải Thiên, anh đừng nói những lời như vậy nữa có được không? Em em có đáng để anh nhớ nhung hay không? Em có đáng để anh phải quan tâm nhiều như vậy hay không? Bao năm rồi, sao anh không tìm người khác, còn đầy giấy cô gái tốt hơn em mà? Tại sao chứ? Anh lắc đầu, bạc môi yếu ớt mấp máy. Anh không làm được. Anh đã nhiều lần muốn thử để quên em, nhưng kết quả vẫn thế. Ngay cả khi anh biết em yêu Chu Thiểu Khiêm, anh vẫn không thể buông bỏ tình cảm này. Ngừng một chút, anh lấy áo khoác bên giường, khoác lên vai cô trầm giọng nói. Bên ngoài mưa lạnh lắm. Nguyệt Dương ngước mắt nhìn anh, nước mắt lưng tròng không nói được một câu. Anh đang bệnh mà vẫn cứ cố chấp quan tâm cô anh cười hiền bàn tay mơn trớn trên má cô lau đi những giọt nước mắt trong veo em và thiệu khiêm quay lại rồi có đúng không cô mím môi rất lâu sau mới gật đầu anh nói anh mừng cho em ừm trước kia thật sự là không mong muốn em quay lại với anh ta nhưng bây giờ thì không anh ước em có thể bên cạnh anh ta hạnh phúc đến già giọng của anh nghẹn ngào hẳn bởi vì anh không thể bảo vệ em được nữa thiệu khiêm sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em như vậy anh mới yên tâm anh không thể bảo vệ em được nữa rồi câu nói nghe sao xót xa quá cô lắc đầu nguẩy nguội áp tay anh lên má cô hớt hải nói anh nói đùa cái gì vậy hả đùa vậy không vui đâu anh sẽ khỏe lại sẽ bảo vệ em chứ. sao lại không thể anh mãi mãi là anh trai mà em yêu quý nhất mãi mãi là người em mến mộ nhất mà nhưng anh mãi mãi không trở thành người em yêu nhất, có đúng không? Hải Thiên cúi đầu lặng lặng nói, Nguyệt Dương im lìm không biết phải trả lời như thế nào. Anh thấy cô bối rối im lặng thì mới biết là mình lỡ lời, bàn tay gầy yếu khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng nói, anh xin lỗi, anh không nên nói như vậy, nhưng mà từ trước đến nay có điều này mà anh chưa từng nói với em. Cô ngước mắt lên chờ anh nói tiếp. Điều ý nghĩa nhất trong hơn 20 năm cuộc đời của anh, đó chính là được ở bên cạnh em, được yêu em và bảo vệ em. Anh nhìn cô hồi lâu, ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết. Dương Dương, em biết không, việc anh chấp nhận cùng em ra ngoài Bắc, cùng em xây dựng một cuộc sống mới, rồi ngay cả việc kết hôn giả với em, không phải là vì anh cao thượng như em nói, mà là vì anh không muốn bất kỳ ai cười chê em, không muốn em vất vả một thân một mình nuôi hai đứa con. Còn nữa, cố gắng bao nhiêu năm của anh, việc anh thành lập công ty cũng là vì muốn em và con có cuộc sống sung túc và muốn em ngẩng cao đầu khi em nói với người ta rằng chồng em là giám đốc. Anh không muốn người ta khinh thường em và... Hải Thiên, được rồi mà. Anh nói đến đây, em đã hiểu hết rồi. Em hiểu hết rồi mà anh. Anh càng nói thì em càng thấy bản thân mình tệ hại và ích kỷ hơn thôi. Nguyệt Dương úp mặt lên trên giường bệnh nắm chặt ga giường khóc nức nở hải thiên nhìn cô xót xa nói một câu nguyệt dương em đừng khóc nữa từ khi biết em không yêu anh anh đã xác định cuộc đời mình là những tháng ngày chờ đợi là chờ đợi một ngày bản thân mình sẽ hết yêu em nhưng anh phải chờ đợi đến khi nào đây đến một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng sẽ có những người chỉ có thể ở trong tim bạn mà chẳng thể cùng bạn sánh đôi đến hết cuộc đời này vì nhiều lý do khác nhau, nhưng nói như thế nào đi nữa, loanh quanh luẩn quẩn rồi cũng vòng lại về hai chữ duyên phận. Hải Thiên, cái tên không thể nào không nhắc đến trong những năm tháng của cuộc đời Nguyệt Dương. Cuộc đời này mang anh đến với cô, mang tình yêu tuyệt vời của anh đến với cô, cũng mang cái cơ duyên cho hai người sống chung trong một đoạn thời gian như vợ chồng. Dù cho đó có chỉ là trên danh nghĩa, anh là người bạn san sẻ hết những tâm tư tình cảm thua ấu thơ cùng cô, là người anh trai luôn luôn bao bọc bảo vệ và cùng cô lớn lên trong những năm tháng của tuổi trẻ. Đến khi trưởng thành, suốt chặng đường 5 năm, anh đã đồng hành cùng cô trong vai trò một người chồng, dù là giả hay thật thì vẫn thế thôi, bởi vì anh nói Bây giờ anh nhìn lại, có lẽ đoạn thời gian anh hạnh phúc nhất trong cuộc đời, có lẽ những tháng ngày được ở bên cạnh em và hai đứa nhỏ trong cùng một ngôi nhà, ngôi nhà đó không biết với em là gì, nhưng với anh nó là tổ ấm. Ngày hôm nay, Hải Thiên và cô đã nói với nhau thật nhiều điều, thật nhiều câu chuyện, toàn là anh nói thôi, cô chỉ lắng nghe và lặng lặng rơi nước mắt. Nhưng câu nói làm cô đau lòng nhất đó chính là từ khi biết em không yêu anh, anh đã xác định cuộc đời anh là những tháng ngày chờ đợi, chờ đợi một ngày bản thân mình sẽ hết yêu em khi anh nói xong câu nói đó cũng là lúc nguyệt dương chạy ra khỏi phòng bệnh cô không thể gắng gượng thêm được nữa cô ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện vài giọt nước mắt vẫn còn vương trên khóe mi xung quanh có những khóm hoa đủ màu sắc trắng có vàng có hồng có chúng rung rinh lay động trong gió chiều có những cánh hoa quá mỏng manh chỉ một cơn gió nhẹ đi qua đã lùi tàn tan nát nó giống như sinh mệnh của con người quá yếu ớt trước những khổ đau bão tố của cuộc đời, bất giác có một chiếc lá nhỏ bé xanh ngắt rơi xuống tay cô. Nguyệt Dương nắm lấy rồi quần chặt lại tay, một ý nghĩ chợt thoáng qua, lá còn xanh như vậy mà đã lìa cành. Ý nghĩ đó vừa xẹt qua trong đầu, ngay lập tức kéo lên màn nước mắt, phù kín đôi mắt của Nguyệt Dương. Hải Thiên còn trẻ như vậy mà đã phải chết sao? Một giọt lệ rơi xuống tay cô, xúc cảm lạnh lẽo, làm cô bừng tỉnh. Tiếng điện thoại rung làm cô giật mình. Nguyệt Dương lục lọi trong túi sách lấy điện thoại ra. Điện thoại kết nối, giọng của anh chuyển đến bên tay. Alo, anh đây, sao mãi mà, mà gọi em không được thế? Cô chấn an anh bằng một câu. Em đặt chế độ rung nên không có nghe thấy. Cô hít sâu một hơi nghẹn ngào gọi. Anh ơi, sao vậy? Anh đây. Em, em đang ở Đức. Chắc ngọc an cũng nói với anh rồi chưa anh biết giọng của anh nhẹ nhàng trầm ổn nguyệt dương lý nhí nói hải thiên anh ấy bị ung thư gan bây giờ em muốn ở lại chăm sóc anh ấy anh anh thiểu khiêm thấy cô có vẻ ấp úng thì bật cười em làm gì mà phải ấp á ấp úng thế cứ nói thẳng ra xem nào anh chẳng nghe rõ em đang nói cái gì cả nguyệt dương hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm nói thật dõng dạc Khiêm mà, bây giờ em đã bay sang Đức rồi. Hải Thiên anh ấy bị ung thư gan, em không thể bỏ mặc anh ấy ở đây được, em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy cho đến khi nào khỏi bệnh thì thôi." Nguyệt Dương vừa nói xong thì thở phì phò, cô đoán rằng Thiệu Khiêm đang rất tức giận, vì cô chỉ nói nhờ Ngọc An nói với anh là cô sang Đức có việc đột xuất, anh không hề biết lý do là vì Hải Thiên. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cô chỉ nghe thấy tiếng thở trầm ổn. Nguyệt Dương nhỏ giọng lên tiếng: "Anh anh sao lại không nói gì?" Vài giây sau, Thiệu Khiêm mới trả lời: "Em nói Hải Thiên bị ung thư sao?" Giọng anh có vẻ ngạc nhiên. "Vâng, anh ấy bị ung thư gan, bây giờ em không thể quay về nước được, em sẽ ở đây cùng với anh ấy." "Ừm, em cứ ở lại, bao lâu cũng được hết." Hả? thật thật sao ạ? Anh không ghen hả?" Nghe cô nói, anh bật cười, "Dương Dương, trong mắt em, anh là người như thế nào?" đừng coi thường anh như thế chứ. Đây là lúc để ghen sau. Em... em... tại vì... Nguyệt Dương lúng túng. Tại vì bình thường anh hay ghen có đúng không? Nhưng mà ghen tuông cũng đúng trường hợp chứ. Nếu như trong trường hợp này anh mà như vậy, thì có nghĩa anh là một thằng đàn ông ấu trĩ, ích kỷ nông cạn, không biết đúng sai phải trái. Trong mắt em anh là người như vậy đó sao? Ờ... Em không có ý đó, làm sao có thể như vậy được chưa? đùa em chút thôi, nghe giọng em là biết khóc từ chiều đến giờ rồi có đúng không nào? Dương Dương, em bình tĩnh, chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi. Dạ. Chu Thiều Khiêm thở dài. Được rồi, em nói Hải Thiên bị ung thư gan sao? Nhưng mà em và anh ta đang ở đâu? Nói chính xác địa chỉ xem nào. Là Berlin. Ờ vậy thì tốt rồi. Anh có một người bạn là bác sĩ chuyên khoa ung thư y khoa đang làm việc ở Berlin. Anh sẽ liên lạc với cậu ta ngay. Có thể sẽ giúp được Hải Thiên đó. Nguyệt Dương nghe xong thì có chút xúc động, cô nói, cảm ơn anh, Khiêm, anh tốt quá. Vừa nói xong câu này, cô nghe thấy vài tiếng cười trầm thấp chuyển đến bên tai. Từ bao giờ cô Hà lại trở nên khách sao với tôi như thế chứ? Cô quên mất tôi là ai rồi sao? Có ai lại đi cảm ơn chồng mình từ bao giờ? Ờ, à, anh trở thành chồng em khi nào thế? Tâm trạng của cô đột nhiên vì mấy lời nói đùa của anh mà tốt lên nhiều. Anh cười, ngả người xuống sofa, trong đầu lại liên tưởng đến khuôn mặt ngại ngùng của cô. Dương Dương à, tự nhiên nhớ em quá. Mắt anh nhắm hờ rồi từ từ khép chặt lại, giọng nói cũng dịu dàng hẳn đi. Em cũng nhớ anh, làm sao đây? Cô thở dài. Thôi nào, đừng nói thế, anh thật sự muốn bay qua đó bây giờ với em, nhưng mà để anh thu xếp rồi đem hai đứa nhỏ sang, em nên để bọn nhỏ gặp Hải Thiên, bởi vì anh đừng nói hải thiên sẽ khỏe lại thôi ừ, anh cũng mong là vậy thôi em nghỉ ngơi đi anh vào xem bọn trẻ như thế nào cãi nhau ở mỹ trong đó rồi kìa việt dương vâng một tiếng rồi tắt máy cô đứng dậy lặng lẽ bước vào trong phòng của hải thiên vừa vào trong thì thấy hải thiên đang cố với lấy chai nước cô vội vàng lên tiếng để em sau đó thì rào bước đến bên bàn lấy chai nước đưa đến trước mặt anh cô ngồi xuống nhìn anh hỏi anh muốn ăn gì em đi mua Hải Thiên lắc đầu. Tuyết Liễu vừa mới mang cháu đến cho anh. Anh ăn rồi. Tuyết Liễu, cô ấy là gì của anh thế? Ừ, chỉ là bạn thôi. À, cô ấy là người đã gọi điện thoại cho em. Nhưng mà Tuyết Liễu đâu rồi? Về rồi. Anh đáp. Nguyệt Dương cũng không có hỏi nhiều về Tuyết Liễu nữa. Cô vào vấn đề chính. Từ hôm nay, em sẽ ở đây chăm sóc anh. Anh đừng lo lắng điều gì cả. Anh sẽ nhanh chóng khỏi bệnh thôi. Sẽ nhanh thôi. Nghe cô nói, Hải Thiên chỉ cười nhạt dương dương hôm nay được nhìn thấy em như vậy là anh rất vui rồi em không cần về lại đâu bệnh tình của anh anh hiểu rõ mà vài ngày nữa anh sẽ xuất viện không ở đây thêm nữa cũng không có thay đổi được gì đâu mai em trở về đi thiều khiêm và hai đứa nhỏ đang chờ em đó nguyệt dương cương quyết lắc đầu em tuyệt đối không về tuyệt đối không em sẽ ở đây đến khi nào anh khỏi bệnh thì thôi hải thiên nghe cô nói mà lỏng như cắt cô gái này vẫn luôn luôn bướng bỉnh cứng đầu như vậy anh bìm cười nhẹ nhàng, nhìn cô hồi lâu. Ước gì cả cuộc đời này, ngày nào anh cũng có thể nhìn thấy cô như lúc này thì tốt biết mấy. Vài ngày sau đó, Hải Thiên kiên quyết đòi về nhà. Nguyệt Dương đương nhiên là không đồng ý. Vậy mà nhân lúc cô trở về khách sạn tắm rửa, Tuyết Liễu đã đưa Hải Thiên về căn hộ của anh. Nguyệt Dương biết được thì rất tức giận. Sau khi hỏi địa chỉ căn hộ mà Hải Thiên đang sống, cô đã gấp rút đến đó. Lúc cô đến thì vừa hay Tuyết Liễu đang đi ra. Nguyệt Dương hậm hực nói Sao cô lại đưa anh ấy về chứ Tuyết Liễu cười nhạt Đến ngay cả cô còn khuyên không được Thì huống gì là tôi Giọng nói của cô ấy có phần xót xa Xen lẫn chút châm biếm Nguyệt Dương nghe xong thì liền nghẹn lời Chưa kịp nói gì thì Tuyết Liễu đã len qua người cô Bung rủ đi thẳng ra ngoài Rồi biến mất hẳn Sau màn mưa trắng xóa Mấy ngày hôm nay Ngày nào trời cũng mưa rất to Berlin đẹp, đẹp đẽ trắng lệ là thế này lại vì những cơn mưa như chút nước mà đẫm màu bi thương ảm đạm lòng vốn đang không vui nhìn mưa thì càng buồn tơi tả nguyệt dương sững sờ đi đến bên hải thiên anh ngồi trên xe lăn quay mặt ra cửa sổ lặng lẽ nhìn những giọt mưa dài ngắn tí tách rơi trên sân nhà một căn hộ nhỏ gọn gàng bày biện ấm cúng nhưng lại chứa đựng nét tang tóc bi thương và lạnh lẽo của chủ nhân của nó vốn dĩ chẳng đoái hoài gì đến mọi thứ xung quanh lò sưởi bật ra vài tiếng tách 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 bập bùng lửa cháy anh vẫn chẳng hay biết cô đã đến các cô đơn một mình dán mắt ra ngoài cửa sổ bỗng nhiên có một tiếng tách vang lên một hòn than rực hồng bắn lên chân của nguyệt dương làm cô giật nảy mình kêu lên một tiếng hải thiên lúc này mới quay người lại ngây người, người khi thấy cô dương dương sao em lại đến đây sao em lại không được đến cô đặt túi sách lên trên bàn đi thẳng đến trước mặt anh hưu gối xuống nắm lấy tay anh nhỏ nhẹ nói. Sao anh lại về rồi? Tối hôm qua chẳng phải em nói sáng nay đến đón anh đi bệnh viện sao? Nghe em, bác sĩ này rất giỏi. Sẽ... Không, anh không đi. Dương Dương, em về đi. Cô thở dài. Bây giờ anh có đuổi em thì em cũng không về đâu. Em không về đâu. Hải Thiên không nói gì nữa. Mắt anh rủ xuống, lặng lặng đặt tay lên trên bánh xe rồi lăn bánh đi thẳng về phòng. Bỏ lại Nguyệt Dương bơ vơ ngoài phòng khách bên cạnh là lò sưởi đang rực đỏ than hồng nhưng sao lòng cô lại lạnh lẽo như băng hải thiên đang ngày một gầy đi anh đang yếu dần hải thiên cảm nhận được sức khỏe của mình anh hiểu những tháng ngày trước mắt bây giờ chỉ để chờ đợi cái chết mà thôi vậy thôi chẳng còn nghĩa lý do gì nữa anh chấp nhận và không một lời oán trách cái chết ai rồi cũng sẽ trải qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi ngoảnh mặt nhìn lại đời mình nếu như ai đó hỏi điều gì làm anh hối tiếc nhất thì có lẽ anh sẽ trả lời rằng hối tiếc của tôi không phải là sinh mệnh quá ngắn ngủi hay bạc bẽo mà là nỗi hối tiếc mang tên nguyệt dương anh hối tiếc tại sao ông trời cho anh gặp nguyệt dương mà lại không cho anh cảm nhận tình yêu của cô ấy anh hối tiếc tại sao thời gian bên cô lại quá ngắn ngủi anh hối tiếc tại sao khi anh còn đang ấp ủ dự định cùng cô đi hết cuộc đời thì số phận đã ngán đường anh bằng một bức tường mang tên bệnh tật. Càng nghĩ, lòng anh lại càng tê tái. Anh đặt tay lên cuốn nhật ký nguệch ngoạc viết một dòng chữ Hối tiếc của anh là em Nguyệt Dương. Khi anh vừa đặt dấu chấm xuống trang giấy thì đột nhiên cửa phòng đang khép hờ bỗng mở ra. Nụ cười của Nguyệt Dương hiện hữu trước mặt anh rực rỡ, đẹp đẽ, làm ấm áp cả căn phòng lạnh lẽo. Trên tay cô bây giờ là chiếc bánh kem to tròn, kem phủ trắng xóa, trên mặt là một nụ cười được vẽ bởi sô-cô-la, còn cả dâu tây đỏ chót. Nguyệt Dương nhìn anh, nụ cười của cô rực rỡ quá. Anh cứ ngây ngẩn nhìn cô, rồi không biết từ bao giờ cô ấy đã đến trước mặt anh, từ từ khuỵu gối xuống. Mùi bánh kem thơm nồng béo ngậy dọc thẳng vào mũi nước mắt anh lăn dài trên má khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ trên mặt bánh chúc mừng sinh nhật anh dương hải thiên đúng rồi hôm nay là sinh nhật của anh bệnh tật và nhiều nỗi lo toan đã làm cho hải thiên quên mất rằng hôm nay chính là sinh nhật của mình ở một đất nước xa xôi lần đầu tiên anh đón sinh nhật cùng với nguyệt dương cô gái anh yêu nguyệt dương nhìn anh vui vẻ nói anh ơi sinh nhật vui vẻ nhé anh gật đầu nghẹn ngào nói ừm um, anh cảm ơn em nhé anh cứ tưởng em không nhớ cô nói làm sao mà không nhớ chứ năm năm rồi có khi nào em quên đâu anh hải thiên anh vui không anh cười một nụ cười yếu ớt nhưng lại đầy ấm áp nó thay cho câu trả lời của anh cô thấy cổ họng mình nghẹn lại khi nhìn thấy nụ cười này anh hải thiên năm sau anh có muốn em đón sinh nhật cùng anh không Năm sau, cô cũng muốn được nhìn thấy anh, nhưng trong một bộ dạng khác, chứ không phải là bộ dạng yếu ớt mệt mỏi này. Nguyễn Dương thấy anh quay mặt đi, không đáp lời, nhưng tay anh đang run lên. Hải Thiên đang kìm nén lắm, mới không để cho cảm xúc của mình bộc lộ trước mặt cô. Anh đau lắm, khi nghe cô hỏi năm sau anh có muốn đón sinh nhật cùng em không? Năm sau, sao nghe xa xôi quá? Cô nắm chặt tay anh, giọng cô nức nở. Anh nghe em đi có được không? Chẳng phải anh nói anh sẽ luôn luôn nghe em, tất cả đều nghe em sao? Anh đến bệnh viện đi có được không? Là một bệnh viện khác, em quen với vị bác sĩ này, anh ta sẽ chữa khỏi cho anh mà, được không? Hải Thiên, em xin anh đây. Nhưng không, anh lắc đầu hờ hững nói, đi làm gì, anh hiểu bệnh tình của mình mà, cứ để vậy đi, sống chết bây giờ với anh chẳng còn quan trọng nữa. Giọng của anh trầm buồn xen lẫn chút cô đơn tẻ nhạt. Cô mím môi cố gắng bình ổn tâm trạng, rồi đột nhiên đứng phát dậy hùng hồn nói: "Anh là Dương Hải Thiên đó sao? Hả? Chàng trai mạnh mẽ kiên trì theo đuổi em đó sao, là người đã nói muốn bảo vệ em đó sao? Không, không phải, đây không phải là Hải Thiên em biết, không phải là người anh mà em tôn sùng trong suốt mấy năm qua, không phải." Nói đến đây, ánh mắt của cô lóe lên sự tuyệt vọng, giọng của cô run run. Những ngày đầu tiên khi Hải An biết đi, khi nó ngã, anh dạy nó thế nào? Đàn ông tự ngã thì phải tự đứng dậy. Khi nó lớn lên, anh nói thế nào? Đàn ông phải mạnh mẽ, không được nhụt chí yếu đuối. Vậy bây giờ, anh như thế nào đây, hả? Anh trả lại, Dương Hải Thiên tự tin mạnh mẽ, bàn lĩnh lại cho em đi. Anh ấy đâu rồi? Anh nói đi. Người anh mà em kính nể đâu rồi hả? Giọng của cô khản đi trong nước mắt. Cô gục đầu xuống bên chân anh, nói như van xin này nỉ. Anh ơi, đừng như vậy nữa có được không? Nghe em một lần này nữa thôi, đi gặp bác sĩ, đi bệnh viện đi có được không anh? Được không? Cô cứ khóc như vậy, cô mệt mỏi lắm rồi, sao anh lại ngoan cố như thế chứ? Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc cô, vuốt ve âu yếm, nhưng tuyệt nhiên anh không nói một lời. Lát sau, Tuyết Liễu trở về thấy Hải Thiên và Nguyệt Dương trong phòng đang ngồi ăn bánh kem, bỗng nhiên cô thấy chiếc bánh kem trên tay mình thật thừa thãi thì ra đã có người tặng anh rồi tuyết liễu gõ cửa sau đó tự nhiên bước vào thấy đĩa bánh kem hài thiên đang ăn khuyết hơn một nửa cô cười nhạt thế mà anh đã từng nói với cô anh không thích đồ ngọt bánh kem không phải đồ ngọt sao nhưng sao anh lại ăn ngon lành đến thế phải chăng anh không thích bánh kem nhưng anh trân trọng anh yêu thương người đã cất công làm chiếc bánh này là nguyệt dương có đúng không càng nghĩ thì tuyết liễu càng thấy lòng mình nặng nề hụt hẫng Tuyên Liễu bỏ qua tâm trạng buồn bực, lại gần Hải Thiên nhắc nhở. Đến giờ uống thuốc rồi. Sau đó thì tự nhiên đỡ anh dậy đến bên giường. cả quá trình Hải Thiên đều rất phối hợp, giống như anh đã quá quen với sự chăm sóc ân cần này. Nguyệt Dương nhìn thấy cảnh này, vị ngọt ngào của bánh kem trong miệng bỗng nhiên hóa chát đắng. bất giác cô thấy họ thật giống như một đôi vợ chồng. Bên ngoài tiếng mưa rào rào đập vào cửa sổ, vài cơn gió lạnh buốt len qua khe cửa xuyên thẳng vào trong phòng. Thế nhưng trong nhà vẫn cứ âm cúng bởi khung cảnh ngọt ngào đẹp đẽ này. Tuyết liễu đắp chăn cho Hải Thiên, bàn tay kỹ lưỡng dám chăn lại. Từng cử chỉ, từng động tác đều ánh lên sự quan tâm dịu dàng. Hải Thiên, người đàn ông này đã sống đến hơn 30 tuổi đời, nhưng vẫn chưa có một mảnh tình nào vắt vai, dù là giang dở hay trọn vẹn. Đến lúc này rồi hôn nhân, gia đình, vợ con, hết thảy đều chưa có anh chỉ đâm đầu yêu đơn phương nguyệt dương mà quên mất hạnh phúc của riêng mình anh không thể cứ thế mà ra đi được không thể nguyệt dương chưa bao giờ cương quyết ngang ngạnh như thế ngay chiều hôm đó bất chấp sự phản đối của hải thiên nguyệt dương đã gọi taxi đến nhà không nói không rằng cô đã hợp tác cùng với tuyết liễu đưa anh lên xe đến thẳng bệnh viện hải thiên dù không muốn nhưng cuối cùng thì vẫn phải thỏa hiệp May mắn là vị bác sĩ này chính là bạn của Chu Thiểu Khiêm, nên chỉ cần một cuộc điện thoại, mọi chuyện đã diễn ra suôn sẻ. Hải Thiên được đưa đi làm đủ các loại xét nghiệm siêu âm mà không cần phải chờ đợi. Nửa tiếng đồng hồ, Nguyệt Dương luôn luôn bên cạnh anh, nửa bước không rời. Nhìn anh đau đớn bước chân lên trên bàn siêu âm mà ruột gan cô đau như cắt ra từng mảnh. Lòng thì đau nhưng miệng thì vẫn mỉm cười. Cố lên, sắp xong rồi, anh sẽ ổn thôi hải thiên nhìn cô ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi nguyệt dương và tuyết liễu đứng chờ bên ngoài tuyết liễu nhìn cô đột nhiên nói một câu lát nữa có kết quả cô vào trong nghe bác sĩ nói gì thì ra nói với tôi một tiếng nhưng có thể đừng nói với hải thiên có được không tại sao chứ tuyết liễu cười nhạt tại vì tôi biết kết quả không khả quan không nên khẳng định lại nỗi đau này thêm một lần nào nữa với anh ấy Hải Thiên đến đây là vì cô. Tôi hiểu bản thân Hải Thiên, hiểu rõ tình trạng của anh ấy hơn ai hết. Thế nên mới cố chấp không đến đây. Anh ấy sợ cô biết, và cũng sợ phải đối diện với nỗi đau này thêm một lần nữa. Giọng của tuyết liễu đều đều, đều nghe thật thê lương ảm đạp. Nguyệt Dương cụp mắt không nhanh không chậm nói với Tuyết Liễu một câu Tôi không tin, ông trời lại tuyệt tình với một người tốt như vậy Chẳng phải nói ở hiền sẽ gặp lành sao Tuyết liễu không trả lời, cúi đầu lặng lặng rơi nước mắt. Ở hiền gặp lành sau, nếu đã là ý trời thì người hiền hay kẻ ác đều khó lòng thay đổi được. Khoảng tầm 10 phút sau, Nguyệt Dương theo bác sĩ đi vào phòng. Bác sĩ là một người đàn ông trẻ tuổi, chạc tuổi Chu Thiệu Khiêm. Anh ta đầy đầy gọng kính, chăm chú nhìn Nguyệt Dương, chậm rãi mờ lời. Tôi đã nghe Thiểu Khiêm nói sơ sơ tình hình của bệnh nhân. Cô Nguyệt Dương, cô là em gái của anh Dương Hải Thiên có đúng không? Em gái sao? Thiệu Khiêm nói sao? Nguyệt Dương lưỡng lự một chút rồi nhanh chóng gật đầu. Đúng tôi là em gái của anh ấy. Bác sĩ có gì thì cứ nói với tôi. Lần này vị bác sĩ thôi nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu. Anh ta tháo kính ra để lộ cặp mắt tinh anh sáng ngời. Giọng nói trầm ấm vang lên. Thiệu Khiêm nói với tôi. Cô rất dễ xúc động. Dặn tôi dù kết quả có tệ đến mức nào thì cũng phải khéo léo trình bày. Cậu ta sợ cô bị sốc. Nhưng đã đến nước này, tôi cũng không thể lảng tránh thêm nữa. Cô Dương bác sĩ hít sâu một hơi, thở ra nhẹ nhàng rồi trầm ổn nói, anh trai của cô chỉ có thể sống tối đa được 3 tháng nữa, cô nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. 3 tháng ư? Ừ. Nguyễn Dương chết lặng, cô đưa tay ôm ngực, cố sức bình tĩnh run rẩy hỏi, bác sĩ, thật sự không còn cách nào khác sao? Thật sự không còn sao? Giọng của cô run rẩy vang lên giữa căn phòng lạnh lẽo, vang vào tai của người nghe mang theo nỗi cô đơn tuyệt vọng nguyệt dương vịn chặt tay lên bàn cô nhất thời thấy đất trời như quay cuồng trao đảo rõ ràng đã nghĩ đến tình huống rất xấu xấu nhất nhưng không ngờ lại xấu đến mức này theo như tôi kiểm tra thì nhận thấy bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật một lần nhưng khối u trong gan là khối u ác tính bây giờ đang có dấu hiệu di căn sang gan bên phải nếu muốn chữa khoan đã bác sĩ anh nói anh ấy từng làm phẫu thuật một lần rồi sao đúng nhưng kết quả vẫn không khả quan Nguyệt Dương lặng người, cô thậm chí còn không biết anh làm phẫu thuật khi nào, là những lần anh giấu cô đi công tác hay là lần cô nhìn thấy anh ở bệnh viện. Hải Thiên, anh ấy đã một mình chịu đựng, một mình đấu tranh, thảo nào bây giờ anh lại như vậy. Thì ra anh nhận ra mọi chuyện đã đến đường cùng rồi sao? Vậy mà cô còn tưởng anh buông xuôi, còn mắng anh yếu đuối, không kiên cường. Nước mắt làm khóe mi cô nhòe đi từ bao giờ lời của bác sĩ vẫn còn đó bên tai cô. Nếu làm phẫu thuật lại một lần nữa, cơ hội thành công là 80-20. Hơn nữa, phẫu thuật không thể tiến hành trong tình trạng bệnh nhân không chịu phối hợp, cơ thể suy nhược đến mức này. Nhưng nếu như cô muốn thì hãy khuyên nhủ anh ấy nhập viện. Chúng tôi không hứa sẽ cứu sống được anh ấy, nhưng chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức. Nguyệt Dương lặng người, từ lúc trở về từ bệnh viện, cô không hề tỏ ra buồn bã, vẫn vui vẻ, tươi cười với Hải Thiên bữa trưa nhận lúc anh vừa ăn xong cô nhỏ nhẹ nói bác sĩ nói nếu anh chịu phối hợp đến bệnh viện thì anh không đi Hải Thiên lập tức cắt ngang lời cô đi thẳng vào trong phòng đóng dầm cửa lại Nguyệt Dương không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho Chu Thiểu Khiêm nhờ anh đưa hai đứa trẻ sang đây cô tin bọn trẻ sẽ là niềm hy vọng cuối cùng nếu giữ anh với cuộc đời này hai hôm sau vẫn như mọi ngày Hải Thiên thẫn thờ ngồi bên cửa sổ bên ngoài mưa vẫn rơi gió vẫn thổi anh vừa uống thuốc xong tay chân đều lạnh ngắt mấy hôm nay ngày nào cũng thế cứ ngồi uống thuốc xong anh lại thẫn thờ ngồi bên cửa sổ cường quyết không nằm trên giường bất chợt trước mắt anh tối sầm lại có ai đó bịt chặt mắt anh hải thiên hốt hoàng giật này người nhưng khi anh nghe thấy sau lưng vang lên tiếng cười khúc khích quen thuộc quen thuộc đến lúc ngay cả trong giấc mơ anh từng mơ thấy trong nỗi nhớ anh cũng đã từng tưởng tượng Thì anh không thể làm gì nữa Bất động hồi lâu Là thật sao Hải thiên run run dày dày Chạm vào bàn tay mũm mĩm đang bịt chặt mắt mình Bờ vai anh run lên Chưa kịp định hình Đã bị cái ôm quấn quýt ở cổ làm cho giật mình Giật mình vì không tin nổi Hai đứa trẻ bật cười thành tiếng Dường như không thể đợi thêm một giây nào nữa Chúng lao đến trước mặt anh Ôm anh chặt cứng Hải Nhi òa khóc ôm chặt anh, con bé nhớ anh vô cùng. Bố ơi, bố ơi, con nhớ bố quá. Hải An cũng thế, nó ngồi trên chân anh, hai tay quấn chặt cổ, miệng díu rít gọi bố không ngừng. Thấy em gái khóc nức nở ôm bố, cậu bé cũng quả lên khóc theo. Hải Thiên xúc động, đến không nói được thành lời. Hai tháng rồi anh mới lại gặp lại chúng. Hai tháng dài đẳng đẵng, anh không được đưa hai đứa đến trường, không được ôm, không được dỗ dành chăm sóc chúng, Nguyệt Dương thấy ảnh hai đứa trẻ cứ quấn quýt lấy Hải Thiên không rời thì đau lòng rơi nước mắt. Chu Thiểu Khiêm đứng bên cạnh vỗ vai cô, anh thì thầm nói nhỏ, mình đi thôi. Nguyệt Dương ngậm ngùi bước ra ngoài, cô không kìm lòng được mà ngoái đầu nhìn lại. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong mắt cô chính là nụ cười hạnh phúc vui mừng của anh. Ánh mắt anh lấp lánh như sao khi thấy bọn trẻ. Đã lâu lắm rồi mới thấy anh cười vui vẻ như vậy cánh cửa vừa khép lại căn phòng chỉ còn lại hai đứa trẻ và hải thiên quây quần bên nhau bọn trẻ nhìn anh rưng rưng bàn tay nhỏ bé lau đi nước mắt trên mặt anh bố ơi bố đừng khóc anh gật đầu ánh mắt lộ rõ vẻ xúc động tiếng bố kia bao lâu rồi anh không được nghe bây giờ khi nghe lại vẫn đầy áp tình cảm tha thiết đến nỗi làm anh xót xa mới có gần hai tháng không gặp mà anh cảm thấy như đã rất lâu rồi có lẽ là vì quá nhớ nhung mong ngóng mà ngày tháng dài hơn cả bữa sáng hôm ấy hải thiên và bọn trẻ không rời nhau nửa bước và cũng không ai dám làm phiền họ đến chiều trời vừa ngớt mưa hai đứa một mực đòi hải thiên đưa đi chơi có vẻ như chúng vẫn không hề biết tình trạng sức khỏe của anh bây giờ và dĩ nhiên hải thiên đáp ứng anh dẫn chúng đi trung tâm thương mại mua sắm nhiều thứ rồi đi cả công viên cả quá trình đó đều có nguyệt dương bên cạnh Tuyết Liễu về nhà không thấy Hải Thiên đâu, liền gọi điện cho Nguyệt Dương trách móc một hồi. Nguyệt Dương, cô là người rõ hơn ai hết tình hình sức khỏe của Hải Thiên, vậy mà còn đem hai đứa trẻ sang đây, làm phiền anh ấy cả ngày chưa đủ, còn để anh ấy dẫn chúng ra ngoài nữa, rốt cuộc cô nghĩ cái gì vậy? Nguyệt Dương thở dài, cô nhẹ giọng đáp, "Tuyết Liễu, tôi biết cô lo lắng cho anh ấy, nhưng việc tôi làm đều có lý do của nó cả." Tôi Tuyết Liễu không quan tâm mà lập tức cắt lời cô. Lý do là gì hả? Dù là lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng không nên đẩy đọa thể xác của Hải Thiên như thế." Nguyệt Dương nhíu mày, "Đẩy đọa ư? Ừ. Tuyết Liễu cô dùng từ hơi nặng nề rồi đấy. Cô lo cho anh ấy, tôi cũng lo vậy. Tôi đem bọn trẻ đến là vì muốn thuyết phục anh ấy nhập viện. Anh ấy không thể vì tôi hoặc là vì cô mà đồng ý, nhưng vì bọn trẻ, tôi tin Hải Thiên nhất định sẽ suy xét mà nhập viện. Nếu như tôi muốn đẩy đọa anh ấy thì còn cất công đến đây để làm gì?" Dứt lời, Nguyệt Dương liền cúp máy. Đúng lúc đó, Hải Thiên đang tươi cười thở hồng hộc chạy về phía cô. Nguyệt Dương cùng Hải Thiên ngồi xuống ghế đá. Bọn trẻ vẫn đang chăm chú ngồi tô tượng ở phía trước, cách bọn họ không xa. Hải Nhi, Hải An vẫn như bao đứa trẻ khác, có nụ cười trong veo, có đôi mắt sáng ngời. Hai đứa cũng nghịch ngợp nhưng đáng yêu, ham chơi nhưng lại rất hiểu chuyện. Những đứa trẻ như thế thật khiến cho người ta yêu thương không thôi. Hải Thiên cũng vậy, anh cũng yêu thương chúng, nhưng ngày tháng trôi đi, đến tận bây giờ tình cảm của anh với chúng không thể dùng một từ yêu thương để diễn tả nữa. Nó lớn lao đến mức khiến cho anh có thể đánh đổi mạng sống của mình chỉ để đổi lấy bình yên và nụ cười an vui của hai đứa nó. Trong thâm tâm anh, Hải Nhi, Hải An chính là máu thịt là con của mình. Việt Dương nghiêng người đưa cho Hải Thiên chai nước, vô tình bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương của anh đang hướng về bọn trẻ. Cô nói: "Hồi nãy hai đứa nói với anh, chúng muốn tô tượng tặng cho anh, xem như là quà sinh nhật muộn, anh thấy không, Hải Nhi và Hải An đều rất chăm chú, bọn trẻ thương anh biết bao." Anh cười nhưng không có nói gì, ánh mắt lộ rõ vẻ bi thương sầu muộn lại xen lẫn chút bất lực, ánh mắt đó làm cô xót xa. "Hải Thiên, em biết anh rất thương hai đứa nhỏ, và bọn trẻ cũng rất thương anh, cho nên có thể vì con, vì em, vì tương lai" anh hãy nhập viện đi có được không còn nước thì còn tát bác sĩ nói anh vẫn còn hy vọng cơ mà hải thiên cúi đầu nắm chặt chai nước trong tay như muốn bóp nát nó nguyệt dương cầm tay anh như muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh anh sẽ vượt qua mà em tin em tin em tin anh sẽ làm được hải thiên không nhìn cô anh rút tay ra ý gì đã rõ anh không đồng ý anh không thương em nữa sao giọng cô nghẹn ngào Hải Thiên nghe xong thì vội vàng lắc đầu, làm sao anh có thể không thương cô chứ? Cô nhìn hai đứa trẻ rồi lại nhìn anh, "Vậy Hải Nhi, Hải An thì sao? Anh có thương hai đứa nó không?" Anh gật gật đầu, hốc mắt đỏ lên, giọng nói run run, "Anh sao có thể không thương được chứ? Anh thương em, thương hai đứa nhỏ. Anh rất muốn cả đời này được nhìn thấy em và các con, anh muốn thật sự rất muốn được chăm sóc cho em và bọn trẻ, thật đấy." anh nói như đang nói với chính lòng mình đó là ước muốn to lớn nhất trong đời anh chỉ tiếc rằng ước muốn này có lẽ sẽ không thành hiện thực được nguyệt dương run run vậy tại sao anh lại không nhập viện tại sao tại sao lại không đứng lên giành lấy sự sống chứ vì anh đã biết trước kết quả sẽ không không anh đừng nói như vậy không ai có thể biết trước điều gì cả em tin anh sẽ còn cơ hội không đâu em anh biết bệnh tình của mình mà hải thiên cúi đầu phủ nhận đầy bất lực nguyệt dương đặt tay lên vai anh quay người anh lại đối diện với cô hải thiên tại sao anh lại mất lòng tin như vậy anh nói anh thương em thương bọn trẻ cơ mà anh nói anh muốn chăm sóc chúng cơ mà gừng một chút cô nói tiếp hải nhi hải an hai đứa còn quá nhỏ anh có muốn nhìn thấy chúng trưởng thành không anh còn nhớ hải an nói gì không nó muốn làm cảnh sát anh phải chờ nó lớn mặc bộ cảnh phục oai phong đứng trước mặt anh chứ còn hải nhi nữa anh đã nói gì còn nhất định sẽ là một cô giáo rồi. bây giờ nó chỉ mới có năm tuổi thôi anh phải chờ đến lúc nó thi đỗ đại học cầm giấy trúng tuyển đứng trước mặt anh chứ lẽ nào anh không muốn chứng kiến sự trưởng thành của hai đứa nhỏ hay sao nói đến đây mi mắt của cô đã ướt nhòe hải thiên anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ chúng như vậy sao anh không muốn nhìn thấy chúng trưởng thành kết hôn sinh con sao anh là bố của chúng cơ mà anh không phải chu thiểu khiêm mới là bố của bọn trẻ giọng anh trầm hẳn nguyệt dương lập tức phủ nhận ánh mắt cô đầy vẻ tự tin quyết đoán sai rồi anh là bố của chúng sao anh có thể chối bỏ trách nhiệm của mình như vậy chứ tiếng bố đầu tiên hai đứa nhỏ gọi là anh bọn trẻ thậm chí còn chưa gọi một tiếng mẹ đã bập mẹ gọi bố anh là người đầu tiên ấm chúng trên tay khi vừa mới chào đời là người nuôi chúng lớn anh nhớ không mỗi lần bị em mắng hải nhi đều tìm đến anh làm nũng đòi anh dỗ dành anh nhớ không hải an đã khóc như thế nào khi lần đầu tiên anh xa nhà đi công tác anh nhớ không sinh nhật của anh năm ngoái hai đứa nó đã vẽ tranh tặng anh bức tranh đó chẳng phải anh vẫn treo trong phòng làm việc đó sao có em có anh và hai đứa nữa mà Sao bây giờ anh lại nói anh không phải là bố của chúng? Sao anh lại như thế hả? Nguyệt Dương nói như gào lên, cô gục đầu lên vai anh khóc nức nở, dáng vẻ tuyệt vọng đến đáng thương. Hải Thiên càng nghe cô nói thì càng đau lòng. Những ký ức của anh và bọn trẻ như thước phim quay chậm lần lượt hiện lên trong đầu anh, vừa đẹp đẽ lại vừa đau thương. Đêm đó, không ai tin được rằng Hải Thiên thật sự đã đồng ý nhập viện. Tuyết Liễu biết tin thì rất bất ngờ. Đến giờ phút này cô mới thấy bản thân mình ngu ngốc khi trách lầm Nguyệt Dương. Thấy Nguyệt Dương đang thu dọn đồ đạc của Hải Thiên trong phòng, bèn bước vào. Nguyệt Dương thấy Tuyết Liễu bước vào cũng không có nói gì cả. Tuyết Liễu ngồi xuống đối diện với Nguyệt Dương, e ngại hỏi: "Cô cần tôi giúp gì không? Tôi... Cô muốn nói gì có đúng không? Tôi đang nghe đây." Tuyết Liễu thấy thái độ thẳng thắn của Nguyệt Dương thì có chút trột dạ à thật ra chuyện là tôi tôi muốn xin lỗi chuyện hồi chiều tôi không nên nói nặng lời như vậy nguyệt dương gật đầu mỉm cười không sao tôi cũng nên xin lỗi cô thật ra cả hai đều vì lo lắng cho hải thiên thôi không ai đúng mà cũng không có ai sai cả tuyết liễu mở lời tôi không nghĩ là hải thiên lại có thể thay đổi quyết định vì bọn trẻ anh ấy có vẻ rất thương chúng nguyệt dương ừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa nhưng mà hình như hai đứa nó không phải là con ruột của anh ấy Là con của cô và người đàn ông hồi chiều tôi gặp có đúng không? Nguyệt Dương mỉm cười kéo khóa vali lại Nhẹ nhàng nói Cô nói đúng nhưng Hải Thiên là bố của bọn trẻ Mãi mãi là như thế Không gì thay đổi được Có thể giữa anh ấy và hai đứa trẻ không phải là máu bù ruột thịt Nhưng điều đó chẳng nói lên gì cả Anh ấy có thể vì bọn trẻ mà chấp nhận bước vào cuộc chiến sinh tử này thì đã chứng minh rằng anh ấy là người bố tuyệt vời nhất. Vì con cái mà có thể làm tất cả, Dương Hải Thiên chính là bố của bọn trẻ. Cô khẳng định như thế, đó là sự thật, không thể nào thay đổi được. Trước kia, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn thế. Thật ra thì Nguyệt Dương không biết rằng câu nói của cô ngoài tuyết liễu còn có một người nghe được. Người đó đang đứng ở ngoài cửa. Trên gương mặt tái nhợt của anh là nụ cười mãn nguyện, không ai khác chính là Hải Thiên. Chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần sống tốt ở hiện tại là đủ rồi. Hải Thiên không biết liệu rằng ngày mai, ngày kia anh có còn tồn tại trên cõi đời này không, nhưng anh biết rằng cho đến khi anh chết đi, anh vẫn sẽ yêu Việt Dương. Mấy hôm nay anh nhập viện, Hải Thiên nhìn thấy bắt đầu không ổn anh mệt đến mức không thể rời giường nhưng dù thế nào đi nữa thì bên cạnh anh vẫn luôn có nguyệt dương cô ấy không rời anh nửa bước cô gái này càng lúc càng biết ướt cứ hễ nhìn anh một lúc là mắt ướt đẫm sớm lệ hải thiên ngày bột tiều tụy bác sĩ nói với nguyệt dương tế bào ung thư phát triển càng lúc càng nhanh với tình trạng của bệnh nhân bây giờ khó mà làm phẫu thuật được Tôi e rằng nếu tiến hành phẫu thuật thì thời gian sống của bệnh nhân sẽ càng rút ngắn hoặc tệ hơn là bệnh nhân có thể tử vong. Sáng hôm nay, một buổi sáng trong lành mát mẻ, Nguyệt Dương Diều Hải Thiên ngồi lên xe lăn cùng anh ra khuôn viên của bệnh viện. Cô không muốn những ngày tháng cuối cùng của anh cứ cô đơn lẻ bóng trong căn phòng xám xịt lạnh lẽo đó. Gió nhẹ thoang thoảng mùi hương tươi mát của hoa cỏ quyền vào không khí rồi hòa lẫn trong nắng mai. Một buổi sáng thật dễ chịu. Hải Thiên ngẩng đầu nhìn trời cao, anh khẽ nói, "Dương Dương, em còn nhớ sinh nhật 18 của em, anh tặng em món quà gì không?" Cô mỉm cười, "Em nhớ chứ, cuốn ngôn tình bến xe của Thương Thái Vi." Anh gật đầu, "Trước khi mua nó, anh đã đọc hết và đến bây giờ thì anh còn nhớ cái kết của câu chuyện, nam chính đã chết, hai người họ không đến được với nhau." Lúc đó anh không hiểu tại sao một câu chuyện buồn như vậy mà em lại thích. Anh muốn nói cái gì chứ? giọng anh trầm hẳn dương dương em có nhớ bức thư cuối cùng mà nam chính viết cho nữ chính không không đợi cô trả lời mà anh đã lên tiếng anh cũng không có nhớ rõ chi tiết nhưng mà anh nhớ anh ta đã nói với cô gái đó rằng anh sẽ đợi cô ấy ở kiếp sau ngừng một chút anh nói tiếp dương dương em có tin có kiếp sau không cô cúi đầu mím môi hốc mắt bắt đầu đỏ lên cô biết anh đang ám chỉ điều gì Hải Thiên đặt tay lên mái tóc cô, anh khẽ nói. Em biết không, nếu như thật sự có kiếp sau, anh vẫn muốn được gặp em, được yêu em và có tham lam quá không? Khi anh còn muốn, em cũng yêu anh. Anh muốn chúng ta sẽ cùng nhau giàn đi, cùng nhau hạnh phúc. Giọng anh trầm hẳn, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng ánh lên nỗi xót xa buồn bã. Cô lắc đầu nước mắt tuôn rơi. Anh đừng nói nữa có được không? Anh đừng nói nữa mà hải thiên mỉm cười anh biết em đau lòng nhưng mà anh xin em hãy để anh nói hết lòng mình vì anh biết mình không còn nhiều thời gian nữa nguyệt dương ôm chặt anh giọng cô khàn đi sao có thể chứ sao có thể như thế được bác sĩ sẽ phẫu thuật cho anh chờ anh khỏe lên một chút sẽ làm phẫu thuật nhanh thôi mà anh sẽ ổn thôi anh lắc đầu cười khổ vài tháng trước ở trong nước em biết bác sĩ nói gì với anh không Ông ta nói anh chỉ còn sống tối đa được 5 tháng và hiện tại đã 3 tháng trôi qua. Hải Thiên đưa tay lên sờ khuôn mặt của cô, giọng anh run run. Dương Dương, bây giờ anh chỉ muốn nói điều này với em thôi. Em còn nhớ chiếc khăn quàng cổ mà anh đã tặng em trong ngày sinh nhật không? Cô gật đầu. Có. Anh cười. Chiếc khăn đó đến bây giờ anh vẫn còn giữ. Anh cất nó ở trong chiếc hộp ở ngăn tủ bên trái phía trên cùng trong góc phòng ngủ. Mai này nếu như anh không còn trên thế gian này nữa, anh muốn mang nó theo cùng. Nghe anh nói đến đây, cô không còn sức lực nữa, từng tế bào như run lên, nước mắt rơi lã chã. Sẽ có ngày đó sao, sẽ có ngày anh không còn trên thế gian này nữa sao? Chiều hôm đó, cô nhờ Tuyết Liễu chăm Hải Thiên một lúc, cô muốn về nhà tranh thủ nấu giúp anh một ít cháo. Về đến nhà, sau khi nấu cháo xong, cô vào phòng của Hải Thiên, lấy giúp anh một ít quần áo. Bỗng nhiên cô nhớ lại lời nói của anh. Chiếc khăn đó đến giờ anh vẫn còn giữ. Anh cất nó trong chiếc hộp ở ngăn tủ bên trái phía trên cùng. Đúng như lời anh nói, ngăn tủ bên trái phía trên cùng có một chiếc hộp là một chiếc hộp gỗ màu nâu sẫm còn có cả ổ khóa. Chìa khóa được đặt ngay bên cạnh. Có thể thấy anh rất trân trọng chiếc khăn mà cô tặng. Chiếc khăn vẫn còn nguyên si, len vẫn còn mềm mượt dù đã bị sờn đi rất nhiều. Nguyệt Dương cầm chặt chiếc khăn trong tay, cô nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn cho đến khi nó mở đi trong màn nước mắt. Cô bật khóc nước nở mà gào lên, anh ơi, Hải Thiên ơi. Chỉ nghĩ đến cảnh tượng đốt chiếc khăn này đi, cô lại không kìm được nỗi nhức nhối đau đớn trong lồng ngực. Tầm nửa tiếng sau, Nguyệt Dương cất lại chiếc hộp trong ngăn tủ. Nguyệt Dương lấy điện thoại gọi cho một người là Hà Quốc Đông, bố của cô. Alo, bố nghe đây. Bố ơi, bố... Giọng của Nguyệt Dương run dày trong nghẹn ngào. Con gái, sao vậy? Có chuyện gì vậy? Bố, còn chịu không nổi nữa rồi. Con mệt lắm bố à? Hà Quốc Đông bắt đầu lo lắng. Giọng của ông sốt sáng hẳn. Bình tĩnh nào, Dương, có chuyện gì vậy? Chậm rãi, từ từ nói. Bố luôn ở bên cạnh con. Ngoan nào, đừng khóc. Nguyệt Dương nghe bố an ủi thì càng thấy lòng mình tê tái hơn. Cô đưa tay quệt nước mắt, nhẹ giọng nói. Bố... Trước khi nghe con nói thì bố phải bình tĩnh. Cô biết Hà Quốc Đông rất thương Hải Thiên, nghe tin dữ này ông cũng khó lòng mà chịu nổi. Hà Quốc Đông ừ một tiếng, tâm trạng bắt đầu nặng nề. Anh Hải Thiên, anh ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Bác sĩ nói anh ấy anh ấy chỉ sống thêm được 3 tháng, bây giờ đang ở bệnh viện bên Đức, còn đang ở cùng với anh ấy. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu cô chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp dồn dập của hà quốc đông bố bố có nghe con nói không ạ phải vài giây sau ông mới đáp giọng nói nghẹn ngào truyền đến bên tai cô bố đây dương chuyện xảy ra lâu chưa sao bây giờ con mới nói cho bố biết hải thiên ôi cái thằng bé này ông thương không khác gì con ruột của mình bố mẹ của hải thiên mất từ năm anh vừa đầu đại học vậy mà không vì thế mà anh nhụt chí luôn luôn cố gắng nỗ lực hết mình bố mẹ của hải thiên đã mất rồi bây giờ hải thiên lại như thế này nữa hà quốc đông vô cùng thương xót anh giọng của nguyệt dương đều đều bên tai mới gần đây thôi nhưng bắt đầu chuyển biến xấu từ mấy hôm nay rồi con sợ bố hiểu bố hiểu rồi đừng khóc nữa hà quốc đông thở dài một hơi nơi khóe mắt gì ra dòng lệ dòng của ông trầm hẳn thằng thiên nó mấy tuổi rồi hả con ba mươi rồi có đúng không Nguyệt Dương thút thiết trả lời Ba hai rồi ạ Dứt lời hai bố con sụt sùi qua điện thoại Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh Trong thế gian này không ai tránh khỏi cái chết Biết là sẽ có ngày chết đi Trở về với cát bụi Nhưng ra đi ở cái tuổi 32 Thì còn gì xót xa hơn Còn gì đau hơn Vậy là Hà Quốc Đông Sau khi nghe Nguyệt Dương nói Ông đã quyết định vài ngày tới đến Trung Thu Sẽ sang thăm Hải Thiên Ông cũng nói với Quốc Việt anh ấy nghe xong thì cũng rất đau lòng vẫn không tin nổi đó là sự thật đau lòng nhất là mẹ của nguyệt dương bà ấy nghe xong tin dữ thì khóc đến xây sầm mặt mày vậy mới nói hải thiên chàng trai đó ai cũng quý ai cũng yêu ai cũng dành cho anh một tình cảm to lớn một chàng trai tốt như vậy đẹp như vậy lại có số phận bạc bẽo thế kia không ai muốn chết càng không ai muốn đối diện với cái chết ở cái tuổi còn trẻ như vậy nhưng đời mà có bao giờ theo ý mình đâu hải thiên cười nhạt con người ta đến với cuộc đời này bằng tiếng khóc vậy nên khi ra đi anh muốn mình sẽ bình thản rồi an nhiên nở một nụ cười những ngày cuối cùng này mở mắt ra nhìn thấy nắng mai ngoài kia nhìn thấy nụ cười của nguyệt dương như thế anh cũng cảm thấy hạnh phúc lắm rồi anh hy vọng mọi thứ sẽ nhẹ nhõm như thế này cho đến phút cuối cùng có lẽ một ngày nào đó anh sẽ không còn được nhìn thấy cô nữa nhưng bây giờ nguyệt dương đã có chu thiệu khiêm rồi anh có ra đi thì cũng an lòng chu thiệu khiêm ngày hôm qua vừa vào viện thăm hải thiên ở cái hoàn cảnh này dường như mọi ngông cuồng đối địch cũng tự nhiên mà tan biến họ nói chuyện vui vẻ với nhau như những người bạn chu thiệu khiêm thấy thái độ của hải thiên có vẻ rất bình tĩnh anh nói đúng hơn là rất bình tĩnh an nhiên hải thiên nói với anh mỗi người đến với cuộc sống này đều có một ý nghĩa và một nghĩa vụ riêng có thể nghĩa vụ của tôi đã hoàn thành rồi nên nhẹ nhàng ra đi thôi dứt lời hải thiên nở một nụ cười mãn nguyện đúng nghĩa vụ của anh đã hoàn thiện rồi ân oán duyên nợ đều đắt đứt nguyệt dương cô gái anh yêu cũng đã có người che chở anh còn luyến tiếc gì nữa Thiều khiêm nghe xong lời nói của hải thiên trong lòng không hiểu sao lại dấy lên nỗi buồn bã Hải Thiên nói tiếp. Tôi chỉ có thể thay anh chăm sóc cô ấy 5 năm. Cả cuộc đời còn lại của cô ấy là của anh. Mong anh chăm sóc và bảo vệ cô ấy thật tốt. Đó là lời nói cuối cùng mà Hải Thiên đã nói với Thiểu Khiêm trước khi anh ra khỏi phòng bệnh. Chu Thiểu Khiêm không biết nói gì ngoài câu cảm ơn. Một câu cảm ơn xuất phát từ tận đáy lòng. Dù biết Hải Thiên tự nguyện chăm sóc, tự nguyện dành cả cuộc đời của mình cho Nguyệt Dương và bọn trẻ, nhưng tiếng cảm ơn này anh vẫn phải nói ra. Hai hôm sau, Nam Anh và Ngọc An cũng bay sang Đức để thăm Hải Thiên. Nguyệt Dương là người đã gọi điện báo tin cho bọn họ. Tuyệt liệu khi biết điều này thì vô cùng tức giận. Cô đã tìm Nguyệt Dương chất vấn một trận. Cô Dương, hành động của cô là gì đây? Cô gọi người này đến, người khác đến thăm Hải Thiên. Báo cho người này, người kia là anh ấy sắp chết. Làm như thế, cô vui lắm sao? Cô làm như thế chẳng khác nào là đang khẳng định cái chết của Hải Thiên là sự thật nguyệt dương thở dài bình tĩnh lên tiếng cô nghĩ sao cũng được hết nhưng cô đừng bao giờ nghĩ tôi vui vẻ hà hê khi làm điều này bây giờ cô đi vào phòng bệnh xem đi xem thử tình trạng của anh ấy như thế nào ngừng một chút nguyệt dương tiếp lời giọng nói bắt đầu run run bác sĩ nói anh ấy chỉ được tiến hành phẫu thuật khi sức khỏe tiến triển tốt còn bây giờ với điều kiện sức khỏe anh ấy nếu như tiến hành phẫu thuật thì nguy cơ tử vong sẽ rất cao hơn nữa, khả năng phẫu thuật thành công chỉ có 20%. Vậy thì cô nói xem, bây giờ tôi nên làm gì đây? Tôi nên làm gì đây hả? Nguyệt Dương gần như là mất hết bình tĩnh, cô gào lên trước mắt của Tuyết Liễu. Tôi nên làm gì đây hả? Để mặc anh ấy ra đi mà không được nhìn mặt bạn bè người thân của mình lần cuối hay sao? Hay cường quyết đẩy anh ấy vào phòng phẫu thuật, để anh ấy ra đi ngay tức khắc? Cô nói đi, cô nói đi chứ, tôi nên làm gì đây? Cô đau lòng, thì tôi không đau lòng chắc cô nói tôi vui ư ừ. đúng tôi vui lắm tôi vui đến phát điên lên đây này cô hiểu không hả dứt lời nguyệt dương oả lên khóc nức nở ngồi thụp xuống trên ghế hai tay ôm chặt lấy ngực vẻ mặt cực kỳ đau đớn tuyết liễu nghe cô nói thì mới biết mình sai mấp máy môi định nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp nói gì thì từ xa đã có ai đó chạy đến đỡ nguyệt dương đi mất người đó chính là ngọc an Ngọc An không nói với Tuyết Liễu lời nào. Diều Nguyệt Dương đi thẳng ra khuôn viên của bệnh viện. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Nguyệt Dương, nín đi, nín đi. Ngọc An đỡ đầu của Nguyệt Dương tựa lên vai mình nhẹ nhàng an ủi. Thôi nào, cậu đừng có khóc nữa. Ngọc An à, ừ, làm sao? Mình sợ, rất sợ. Mình sợ mình chịu đựng không nổi nữa rồi. Hải Thiên, anh ấy sẽ chết, anh ấy sẽ chết đây. Ngọc An thở dài mình biết cậu đau lòng nhưng cứ nghĩ tích cực lên một chút đi đằng nào thì cũng không thay đổi được gì ít nhất ra biết trước cái chết con người ta sẽ kịp thời chuẩn bị và phải làm những điều nên làm gặp những người nên gặp ngoài kia còn lắm những người ra đi ngay cả con cái cha mẹ mình đều không gặp được cho nên đừng đau lòng nữa mình vẫn không tin chuyện này là thật đúng vậy mới một tháng không gặp lại hải thiên mà mọi chuyện đã đột ngột thay đổi cô khó lòng mà chấp nhận được mình nói điều này không biết cậu nghĩ gì nhưng có câu nói chết còn hơn là không sống kỳ thật cậu nghĩ mà xem một người đàn ông yêu cậu đến mức đánh đổi cả cuộc đời của mình đến bây giờ sắp ra đi vẫn chỉ có mình cậu thì nghĩ xem anh ta sẽ sống như thế nào khi cậu tìm hạnh phúc bên người khác ngọc an vỗ vai của nguyệt dương an ủi mọi chuyện trên đời đều có lý do của nó có thể kiếp này hải thiên đã quá đau khổ thượng đế thương xót nên muốn mang anh ấy đến kiếp sau thôi cho nên cứ vui vẻ bên cạnh anh ấy những giây phút này đây chính là những thời khắc mà anh sẽ nhớ cho đến lúc chết đi thượng đế thương xót nên muốn mang anh ấy đến kiếp sau ư ừ. nhưng có thật là có kiếp sau hay không vài ngày sau đó tuyết liễu đã đích thân lên danh sách những người mà hải thiên cần gặp mặt cô gọi điện thông báo với từng người một bạn bè của hải thiên không nhiều nhưng khi nghe tin họ cũng không ngại bay từ một đất nước xa xôi đến đức để thăm hải thiên mọi chuyện như đã đến hồi cuối tuyết liễu lại một lần nữa xin lỗi nguyệt dương vì sự đường đột của mình nguyệt dương cũng không chấp trách gì chỉ là mỗi lần bạn bè của hải thiên đến thăm anh ấy cô đều lánh mặt vì chỉ cần đứng đó nhìn thấy cảnh biện diện luyến tiếc của người khác với hải thiên cô lại không kìm được nước mắt mùi vị chia xa xót xa đến mức làm cô không chịu đựng nổi dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 22 của bộ tiểu thuyết tình cảm mang tên Tình yêu có độc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.